Kylian Mbappé đã ghi hat-trick vào lưới Gibraltar trong vòng loại Euro 2024 ngày 18 tháng 11, giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi được 300 bàn trong sự nghiệp khi mới 24 tuổi, 10 tháng và 29 ngày. Đây là một kỷ lục ấn tượng, vượt qua cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo khi họ cán mốc 300 bàn ở tuổi 25 và 27. Hiện tại, Ronaldo đã có tổng cộng 859 bàn. Trong đó có 731 bàn cho câu lạc bộ và 128 bàn cho đội tuyển quốc gia, trong khi Messi đã ghi được 721 bàn cho câu lạc bộ và 106 bàn cho đội tuyển quốc gia. Còn Mbappé chỉ mới bắt đầu sự nghiệp của mình và đã có cơ hội chạm đến những thành tựu lớn lao. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Mbappé nói, việc đạt được cột mốc 300 bàn này là một bước tiến quan trọng với tôi, và tôi muốn tiếp tục đóng vai trò quyết định cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ của mình. Trận đấu tại sân Riviera, Nai đã chứng kiến Mbappé tỏa sáng với một cú hat-trick và bàn thắng ấn tượng ở phút 82. Đây cũng là trận đấu mà đội tuyển Pháp đã lập kỷ lục thắng đậm nhất trong lịch sử khi đè bẹp Gibraltar với tỷ số 14-0. Trận thắng này cũng đã phá vỡ kỷ lục trận Đức thắng San Marino 13-0 vào năm 2006. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Mbappé chia sẻ rằng toàn đội đã đặt mục tiêu phá kỷ lục thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá Pháp và thi đấu nghiêm túc suốt 90 phút. Anh nói, tôi tự hào về thành tích của đội tập thể hơn là thành tích cá nhân. Đã có rất nhiều thế hệ đội tuyển Pháp tài năng, vì vậy việc lập kỷ lục thắng đậm nhất là một điều đặc biệt. Tập thể xuất sắc có giá trị hơn nhiều so với thành tích cá nhân tốt nhất. Với cú sút từ khoảng cách 40m vào lưới Gibraltar, Mbappé đã hoàn tất cú hat-trick và cán mốc 300 bàn. Anh tiết lộ rằng anh đã để ý tới vị trí của thủ môn Gibraltar khoảng 20-25 phút trước đó và quyết định sử dụng cơ hội này để ghi bàn. Mbappé nói, tôi thấy thủ môn đứng khá cao và tôi nghĩ rằng đó là cơ hội tốt để thử sút. May mắn thay, cú sút của tôi đã thành công và đó là một khoảnh khắc tuyệt vời.